Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến vườn mai của em Tiên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây quý vị ơi. Chào Tiên. Dạ, em chào thầy Tấn, em cũng chào cô chú anh chị gần xa đang theo dõi trên kênh Mai Vàng. Thì hôm nay em cũng có về lại một lô mai dạo để giao lưu cùng cô chú anh chị. Cũng mong cô chú anh chị ủng hộ cho em ở clip này. Hình thức ở clip này là em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Số điện thoại của em 0786565755 cũng là số Zalo em sẽ để trên tiêu đề để cô chú anh chị liên lạc với em. Thì địa chỉ của em thì cũng vẫn ở như cũ cô chú anh chị, ở xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Dạ, thì cây này của em mới vừa về nên lá còn xanh tươi, rất là xanh tươi, chưa có thời gian để mà tước lá cho cô chú anh chị á. Khi mà đóng đi cho cô chú anh chị rồi em sẽ quạt lá sạch cho cô chú anh chị hen. Đặc biệt ở lô này thì tàn đẹp đế đẹp nha cô chú anh chị. Thì ở đầu clip thì em có một số cây nhỏ để thanh lý cho cô chú anh chị, giá chỉ vài trăm thôi, cũng mong cô chú anh chị ủng hộ. Thì bây giờ em xin phép vào cây đầu tiên đi thầy. Rồi, mã số đầu tiên của clip đây quý vị, mã số 30 mấy đây em? 36. Cây tầng tròn tròn ha. Dạ. Tròn. Hôm này cao chắc khoảng tầm 1 mét ha quý vị ơi, tán ngang chẳng nó khoảng 1m1 ha. Cô chú anh chị nào mà thích chơi cúc mâm xôi thì cái này mai mâm xôi nó giống vậy nha cô chú anh chị. Đây nó tròn ẩm luôn nha cô chú anh chị. Cạnh đó nè. Dạ, nó tròn, nó không có độc chủ nên gọi là mai mâm xôi đi. Này không có độc chủ giờ chơi tầng tròn tròn vậy đó. Đó. Đây mình vô cái hoành nó cái ha. Cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành 23. 3 nè. Dạ, à. Em giao lưu giá 600 thôi cô chú anh chị ơi. Chơi cây tàn tròn do luôn. Dạ. 600 ngàn. Đó, bên qua cây mới quý vị. 37. 6 nha, nhưng quý vị giờ qua 37 nè. 37 thì em này được lặt lá mới, còn mới trên đỉnh nè quý vị. Đó, thì em này cao chắc khoảng 1m7 đến 1m8 ha. Tán ngang mình báo lấy mét thôi. Khoảng tầm mét ha. Một số cây đẹp nữa nó nằm ở phía sau nên cô chú anh chị đón theo dõi hết clip nha. Rồi chị theo dõi nhưng quý vị. Dạ. Thì trong quá trình xem ưng ý mã số nào muốn giao lưu với giá nào thì quý vị cứ alo trực tiếp anh Tiền ha, hai bên mình thương lượng với nhau. Dạ. Quý vị có nhảy chốt hết nguyên clip thì có giá cực kỳ rẻ luôn á quý vị. Rồi mình vào cái hoành luôn ha. Chị cứ alo đi, bảo đảm có giá cực kỳ mềm chung. 25 yếu 954 thôi. Rồi. Chúc dạ, giá cũng chỉ có 600 nữa. Thôi cô chú anh chị ơi. 600 bán lẻ 600 mỗi vị. Dạ. Chốt lô còn rẻ hơn nữa ha. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Mấy trăm cây rồi. À, bao cái ship luôn rồi đó. Rồi, xuống cây. À, cây mới luôn. 38. Rồi, 38 đây. Cây này rồi, mã số 38 của gì ơi. Em này cao cũng khoảng tầm 1m7 đến 1m8 ha, tán ngang khoảng tầm 1m1 của gì ơi. Rồi em này thì cái tàn hơi thưa thưa ha, thưa thưa hơn mấy em kia. Bông đẹp lắm. Rồi mình xuống cái hoành luôn nha quý vị. 25 cô chú anh chị. Rồi 25 hoành. Dạ, chỉ có 600 luôn. 600 mà là bao ship rồi nha quý vị. Đó. Rồi xuống cây. Qua cây mới. Này cao dữ ha. Này cao báo cao lấy sao đi Tiền? Dạ lấy 1m8 thôi thầy, 2m cũng được. Rồi, giờ báo lấy 2m. Rồi cái này tàn con như cái gì? Ngang chắc còn khoảng 60 70 vậy ha. Rồi, chủ yếu cái gì mà vậy nè. Lá cái gì là còn ở trên là xanh lè xanh lét ha. Dạ tại vì em thấy nó hơi xuống lá nên em con lại cho cây nó khỏe. Rồi, vô quanh luôn đi quý vị. Cây này hoành to rồi cô chú anh chị. Hoành 27. 7 hoành luôn. Rồi, cái cụ đế luôn. Đế nơm luôn. Rồi, có cụ có đế ha. Dạ, giá cũng chỉ có 600 ngàn cho mã 39 thôi cô chú anh chị. Rồi. Rồi, mã số tiếp theo quý vị ơi. Mã số 40. Rồi, em này cao chắc cũng khoảng tầm 1,5 m nha quý vị. Này cũng tàn cũng con nè. Đây cô chú thầy quay cận cảnh với cô chú anh chị mình coi mầm tược nó chuẩn bị nhảy xanh hết trơn nè nha cô chú anh chị. Nhú 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 hết trơn. Dạ, nguyên cây nhú hết luôn. Tại vì đây quý vị. Đây nè, quý vị sợ nó đây nè. Ở trên ha lá vậy đó.
tại các con thôi chứ quý vị cũng thấy là cây nó xanh tươi tốt đàng hoàng. Dạ, con lại bỏ mấy cái chi tàn mà nhí nhí á, chị lấy chi tàn chính cái hoành luôn ha. Để này đẹp quá này quý vị. 26 cô chú anh chị ơi. Sen dòng để luôn. Để đẹp luôn ha. Dạ giá 500 cô chú anh chị ơi. Cái này chứ nữa nó bung cái tàn ra đẹp lắm á. Để tay cành có đủ trơn ha. Nó bung tàn ra một cái là tùm cái cây bích chịch luôn á. Rồi, xuống cây, qua cây mới. Lên bạn. 41. Hồi nãy Tiền nó giới thiệu ở cuối clip dài dài ở cuối clip mang đẹp lắm nha quý vị. Hôm nay quay mấy cây này xả chú vị xem là cây giá rẻ nè. Ở sau cũng còn đẹp vừa rẻ luôn quý vị theo dõi luôn ha. Đó này cao khoảng tầm 1m7. Tán ngang còn gọn cỡ 80 nha quý vị. Mấy cây mã số 41 ha. Mấy cái đầu clip này em xả khủng luôn á. Đó, tay cành đều rang. Rồi, mình xuống cái hoành luôn nha quý vị. Đó, nó cũng đâm tược xanh lè như cây rồi, vừa rồi đó cô chú anh chị. Đâm một thước kia đây. 23 hoành nè, đây mà nó còn có tàn tược, tược nhảy nữa ha. Ra đó. Dạ, cây mã số 41 nè em cũng giao lưu 500 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, 500. Rồi, xuống cây luôn. Rồi mã số tiếp theo là 42 quý vị ơi, em đây. Này cao khoảng 1m8 ha. Bắt đầu qua một số cây đẹp vậy nè cô chú anh chị ơi. Rồi tán ngang này khoảng 1m. Từ từ nó đẹp hơn phải không? Dạ. Này lá ở trên còn mới đây. Tay cành đều hết trơn nè quý vị. Rồi mình vô cái hoành luôn à, quý vị. Hoành 25, 26, 25 25 hoành luôn nha em. Dạ giá chỉ có 700 thôi cô chú anh rồi, chị ơi. 700. Dạ một cây tàn đẹp luôn. Rồi xuống cây nha quý vị. Rồi, rồi qua cây mới luôn. 43. 43. Này cao cũng khoảng 1m7, 1m8 luôn rồi quý vị ơi. Tán ngang này khoảng lấy 1m2 đi ha. Rồi xương cành đều. Đó, dài dài xuống đây thì xương cành lực nè. Đó, tàn rất là đẹp luôn ha ông cô chú anh chị. Rồi, lô này thì luôn. Em mới vừa về chưa có kịp trước lá. 26 hoành. Rồi, hoành 26. Giá chỉ có 700 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, 700 rồi quý vị. Rồi, xuống cây, qua cây mới luôn. Mã số bốn mấy rồi Tiền? 44 này ơi. Rồi, 44. Em này cao tầm khoảng 1m7 luôn à, quý vị ơi. Một cây đế đẹp tàn đẹp luôn. Tán ngang khoảng tầm 1m2 ha. Rồi, cứ xê xê quý vị ngắm nghía xương cành nè. Cành cũng đặt hết trơn này ha. Rồi vô quanh luôn à quý vị, xung cành lực mà nó đặt hết trơn ha. Chứ để cũng có bộ đế để lắm nha. 25 quanh. Đây. Để đây à quý vị. Đó, đế chùm chùm luôn. À, 25 quanh. Dạ, luôn nhiêu em? Giá chỉ có 800 thôi cô chú rồi, anh chị 800 ơi. 800 luôn. Rồi, xuống cây quý vị, qua cây mới luôn quý vị ơi. Rồi, qua bên đây. Bốn mấy đây, 45. Rồi, mã số 45. Em này cao cũng khoảng 1m7 luôn rồi quý vị. Tán ngang khoảng 1m2 đến 1m3 ha. Nhìn cái lá, độ lá của nó thôi là bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Bông bự lắm luôn á, to. Lá dày. Dạ, lá dày mà bự. Nó dày giống như lá của thằng Mai Dảo, lá gai vậy quý vị. Nó dày cui. Đó, đế đẹp tàn đẹp nữa nè cô chú anh chị ơi. Giá chỉ có 600 thôi. Này 600 ngàn. 22 hoành. Có cụ đế nè. Đó, mã 45, giá 600. 600 mà bao ship rồi nha quý vị. 6 ngàn cây bự chán vậy ha. Bao ship rồi. Rồi, xuống cây luôn. Chở tới nhà quý vị, cây mai đẹp vậy có 600 đâu quý vị. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 46 ha. Rồi, hôm nay cao khoảng 1m5. Tán ngang lấy khoảng gọn gọn 1m. Em này tàn cũng cắt tỉa như cái cây thông này đó. Cắt tỉa rồi với lại tàn rất là lực nha cô chú anh chị. Về trồng thôi khỏi cần con nữa. Xương cành sáng sát.
đẹp. Rồi mình xuống cái hoành em nó luôn. Cây này thì nó có lũa miếng nè, cứng rồi, 26 hoành nha cô chú anh chị. Rồi. Đó lũa nè, miếng nhưng mà nó liền rồi. Nó đang kéo, không có thấy gì nữa thấy không thầy, nhìn đâu thấy. Chúng có cái sẹo ở đó đó. Nó xương cành đều, đẹp. Giá luôn nhiêu em? Dạ giá chỉ có 700 thôi cô chú anh chị. Rồi 700 ha. Rồi xuống cây luôn, qua cây mới luôn. Cây 47. Bên. Rồi 47 đây. Em này cao khoảng 1m8, tán ngang khoảng tầm 1m1 nha quý vị. Rồi xương cành đây. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Hoành 26 của chú anh chị ơi. Rồi 26 hoành, cụ đế đây. Giá chỉ có 600 thôi cô chú anh chị ơi. Rồi 600 luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua cây mới luôn à quý vị ơi. Đây đây gần quá ha. 48. Đường quay luôn rồi. Đủ vô đây mất tiêu đường ủa, quay luôn. Số rồi. Số 47 mà cha ghi giống số 44 quá vậy đó. Coi rồi, chừng bảo rồi. Này 48 nha à quý vị. Rồi 48. Dạ. Rồi hôm nay cao tầm khoảng 1m7 luôn, tán ngang khoảng 1m2 nha nghe quý vị. Cây gốc lắc luôn cô chú anh chị ơi. Đây độc chủ nó đây quý vị. Thầy quay ngược hướng về đây nè thầy, được không? Đâu, không. Đây quay hướng này cho nó mới thuận sáng được. Tàn ghê tàn á. Kẹo của chú anh chị ơi. Gốc nó hơi nè. Đó, gốc lắc có cái củ luôn. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Dạ cái gốc có cái đùi luôn. Gốc có cái đùi luôn hả? 25. Cái đùi này của chú anh chị. Tàn bạc luôn. Rồi vô luôn như đây. Giá chỉ có 1 triệu thôi cô chú anh chị ơi. Rồi 1 triệu nha quý vị. Xương cành đặt hết trơn ha. Rồi xuống cây. Qua cây mới luôn. 49. Rồi 49. Rồi em này đến kéo lên nha quý vị, chiều cao lên hết tới cái đỉnh trên đó chắc khoảng 1m8 ha. Còn nó tán ngang thì khoảng 1m4 nha quý vị. Đó. 1m4 nè. Này có cái đà lọt chủ nó lên hơi cao trên đây ha. Xương cành dưới không quý vị. Xe tiếp nha. Cành nó vậy. Lực lực không em. Phân bố cũng là tứ diện hết ha. Này có cái cụ đế. Đó, có cụ có đế ha. Vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành chỉ có 22 thôi cô chú anh rồi, chị ơi. 22 hoành mà có cái cụ đế dạ. Ok quá ha. Giá chỉ có 700 luôn cô chú anh chị ơi. Xương cành đẹp nha quý vị. 700 ha. Tàn đặt kéo. Rồi xuống cây luôn. Sang 14. Ủa đâu mã số này là 50. Rồi 50. Cái này cao tầm khoảng 1m7, tán ngang khoảng 1m3 nha quý vị. Tàn bự nè. Tàn đặc quá. Cái này lá hơi thưa thưa, dễ thấy xương cành trong nhưng mà quý vị nè. Xương cành trong nè. Đặt kẹo trơn nhưng quý vị nè. Sang sát luôn ha. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn ha quý vị. Hoành 24 25, tính 24 thôi xíu à. Rồi tính 24 hoành. Dạ giá cũng có 700 cho mã 50 của chú anh chị ơi. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Dạ sang mã 51. Cây cực kỳ đẹp. Tàn tròn quá nè. Nếu tính cái đọt chủ tròn tròn trong cái lọt trong cái màn hình này nó tròn vò đẹp quá nè. Cái tàn nó còn rộng hơn cái chục. Nhưng mà có cái đọt chủ cao cao lên trên đây nha quý vị. Nó khoảng 1m7 ha. 7m8 nha. Còn tàn nó tròn. Cây này bông chắc đẹp lắm nha cô chú anh chị. Này ngang này chắc khoảng 1m5 quý vị. Rồi xương cành nè quý vị ơi. Cành đặc ở trên này ha.
kẹo hết trơn nha. Rồi mình vô cái quành luôn nha quý vị. Có đế luôn. Cành lực lực nữa nè. 26 quành. Rồi xây xây luôn. Mình củ đế nè. Quành 26. Dạ giá chỉ có 900 thôi cô chú anh chị ơi. Rồi 900 quý vị. Rồi mình xuống cây luôn. Cây này đẹp lá bụng. Rồi mã số tiếp theo luôn. 52. 52. Rồi em này cao khoảng tầm 1,5 m quý vị. Hết cái đỉnh nhỏ nhỏ xanh xanh trên ha. Tán ngang khoảng 1,2 m. Rồi xuống cành luôn đây. Cành cũng đều quá nè quý vị. Đặc biệt ở lô này là tàn đẹp của chú anh chị. Tàn đẹp đế đẹp luôn. Rồi vô cái hoành em nói luôn quý vị. Để 25 quành. Rồi để đây quý vị. À, giá cũng có chỉ có 700 thôi cô chú anh chị. Rồi 700 quý vị ơi. Rồi xuống cây luôn. Sang 53. Rồi 53. Khá cao ha. Nhưng báo lấy 1,8 m thôi nhưng quý vị. Rồi tán ngang lấy 1 m nhưng quý vị. Cây này nãy giờ em đứng em bấm bập bập. Bập bập ha. Còn dầu lại. Còn ngắn dầu bớt ha. Tay cành cũng khá quá đây rồi quý vị. Đặt để nó lưa thưa ba cái chi tàn nhỏ này nhìn nó xấu. Nên em coi lại cho nó đẹp. Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Cành cũng bự bự không này nha. Dạ đế quá trời đế luôn. 27 hoành thầy ơi. Rồi tính 26 thôi cũng được. 7 tính 26, 26 hoành nha quý vị. Giao lưu nhiêu em? Dạ 53 thì em giao lưu 700 luôn. Rồi 700 rồi quý vị ơi. Cây cao, cảnh đẹp lắm á. Rồi mình xuống cây ha. Rồi qua cây mới luôn. 54 đây quý vị ơi. Số 54. Rồi em này cao khoảng 1,7 m. Tán ngang em này chắc khoảng 1,2 m quý vị ơi. Cành cũng sang sát ha. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Hoành hoành mấy đây thầy? 24. Có cái cũ ha. Giá cũng chỉ có 700 thôi cô chú anh chị ơi. Cho mã 54 luôn. Rồi 700 quý vị. Rồi mình xuống cây. Qua cây mới quý vị ơi. 700 ngàn. Rồi qua cây mới. Mã số 55. Gió. Gió qua thầy. Cao khoảng 1,7 m nha quý vị. Tán ngang khoảng 1,3 m. Lá kịch mít. Đây xương cành quý vị. Đây. À, với góc độ này dễ thấy xương cành đây ha. Rồi mình xuống cái hoành luôn nha quý vị. 22 hoành. Rồi. Và 52. Dạ. Em giao lưu mã số 55 này 550 cô chú anh chị ơi. Rồi, ship 5... đi lỗ nặng. 150 ngàn. Chở tới nhà luôn. Rồi xuống cây. Qua 56 bên đây quý vị ơi. Rồi 56 này cao khoảng 1,8 m. Rồi tán ngang khoảng 1,3 m. Rồi báo lấy 1,2 m đi cho chắc nha quý vị. Đây xương cành nè quý vị ơi. Rồi xây tiếp em. Đó, xương cành đặc quá ha. Rồi vô hoành luôn nha quý vị. Hoành 25 của chú anh chị ơi. Rồi, 25 yếu xíu tính 54 đi. Dạ tính 24 cũng được luôn.
có cũ có để cho luôn như đây. Dạ giá cũng chỉ có 700 cho mã 56 của chú anh chị. Rồi 700 cái gì. Rồi xuống cây luôn, qua cây mới luôn. Mã số 57 đây quý vị. Này cao lấy 1m8 nhưng không quý vị. Còn tán ngang khoảng 1m3 ha. Xương cành quý vị. Cành lực lực không. Rồi, mình vô cái hoành luôn nha quý vị. Hoành này chắc hơi bự nha. Hoành này nhiều vậy, 32 thầy ơi. Rồi, 32 hoành. Dạ. Hơi bự. Đó, giá cũng chỉ có 900 luôn. Quá trời, hoành 32 giá 900 cô chú anh chị. Rồi, 900 ngàn, 32 hoành. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mình qua cây tiếp theo. 58 bên đây. Rồi 58 này cao khoảng 1m8 luôn, tán ngang khoảng lấy 1m2 luôn nha quý vị. Tông cao luôn ha. Xương cành xương ngang khích khích luôn. Xương ngang khích đây ha. Rồi xuống cái quành em nói luôn đi quý vị. 24 quành. Rồi quành 24. Dạ. Giá chỉ có 600 thôi cô chú anh chị ơi. Rồi 600 ngàn. Rồi 600 ngàn quý vị. Rồi xuống cây luôn. Qua cây mới. Đây, đổi hướng luôn. Đổi hướng trong lắm. Lên hai cây kia luôn, ngang hai cây. Rồi cây em này là mã số luôn. 59, 59 phải không? 59 đúng rồi. Đó là mà vừa rồi là 58 này 59 nè quý vị ơi. Cây đó luôn rồi, này à. Cao khoảng 1m7 nha quý vị. Tán đúng ngang rồi. Này chắc khoảng tầm lấy gọn gọn 1m thôi quý vị. Cái chừng ngã tiền ơi. Xương cành đây quý vị. Chậm 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 chậm. Nhanh quá hỏi lật luôn à. Nguy hiểm quá. Chìm đèn miếng. Rồi, mình vô cái quành luôn em. Đây, đế đây. Chìm vô đó miếng. Lắc 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 nguy hiểm. Rồi, im ru rồi đó. Quành 21. Rồi, đế đây. Đó, giá chỉ có 500 thôi cô chú anh chị ơi. Ngã ngã. Bông đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cây này là 10 cánh á. Mình giờ không biết còn mấy cánh đây nữa. Thôi. Hôm nay nó trổ mấy ngày nay liên tục. Rồi đây là 2, 4 rồi đó rồi. Hồi nãy đâu đây có nè thầy rồi. Có 9 cánh em ơi. Rồi giao luôn như em. Dạ dạ chỉ có 500 thôi thầy. 500 ha. Dạ. 9, 10 cánh luôn nè. Rồi mình xuống cây nha quý vị. Rồi qua 60 bên đây tiền ơi. Đây đây nè. Bên này cao khoảng 1m4. Tán ngang gọn gọn chắc cũng khoảng 70 nha quý vị. Đây, xuống cạnh đây, chậm chậm lại. Cái dẻo dẻo cái gì không thấy. Đó, chậm chậm vậy dễ thấy nè. Còn sót lại một hai cây này à cô chú anh chị. Rồi mình xuống cái quanh luôn nha quý vị. Thanh lý cho cô chú anh chị giá. Thanh lý cho cô chú anh chị tính 400 thôi. Rồi ghi 450 nè quý vị. Đó. Bán 22 yếu nè tính 51 cô chú anh chị. Dạ. 400 ngàn ship tới nhà. Em bán 400 luôn. Còn có 1-2 cây à. 1-2 cây giá rẻ vậy đó. Rồi 400 ngàn trả tới nhà luôn. Rồi xuống cây luôn. Bao ship toàn quốc cho quý vị nha quý vị. Rồi lên một cây rất là lực nữa đây. Đó, cây này cũng giá cũng người thương nữa nè. Mã số 61. Này cao tầm khoảng 1m2 nha quý vị. 2m3 vậy ha. Xương cũng khích đó. Khích không nha quý vị. 1-2 ngày nữa bắt đầu lá cho nó thấy tùm cây. Đây để mình dừng dừng lại nè. Cái nó cái đầu cành nè, đậu nhú 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 xanh ở trên, hang lè lưỡi trên. Cái này phải xịt thuốc trừ sâu với bọ trĩ hay cho nó đừng có hư lá ha. Đó. Đó, ta cành đặc ha. Mới nhú vậy mình xịt thuốc được cái gì ha. Dạ, nói chung với mấy cây đầu liếp nãy á cô chú anh chị. Rồi, mình vô cái hoành luôn đi.
24 hoành. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ em giao lưu 450 thôi cô chú anh chị. 450 ha. Rồi, xuống cây luôn. Qua cây mới luôn. Mã số 62. Em này cao hết đỉnh chắc khoảng 1m8 đây quý vị ơi, tán ngang tính gọn gọn chắc khoảng 1m ha. Em này tàn gọn nè. Hai cành đây quý vị. Đẹp chưa cô chú anh chị? Cành cũng đặc quá nè ha. Rồi, mình vô hoành luôn nha quý vị. Wow, hoành 24 luôn. Rồi, 24 hoành luôn. Rồi. Yeah. Rồi, cho luôn như vậy. Giá chỉ có 650 thôi cô chú anh chị ơi. Rồi, 650.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, qua cây mới quý vị ơi. 63. Hôm nay cao tầm khoảng 1m7 nha quý vị. Tiếp một cây đẹp giống vậy luôn. Tán ngang khoảng 1m luôn. Tay cành quý vị ơi nè. Săn sát luôn ha. Đẹp chưa cô chú anh chị? Xây tiếp luôn. Nhỏ nhỏ nhưng mà rất là xinh luôn. Vô hoành luôn. Hoành này 26 cô chú anh chị ơi. Có cụ nở vô luôn ha. 26 dạ. Hoành cụ nở. Giá chỉ có 700 thôi cô chú anh chị ơi. Rồi 700. Rồi xuống cây luôn. Bộ đế đẹp luôn. Đế đẹp ha, qua cây mới luôn. 64 đây. Cây này cao lấy 1m6 đi quý vị ơi. Tán ngang khoảng 1m1 ha. Cây này la lá đẹp quá. Cây mà mình trước lá cái nhìn nó trơ trọi mà nó ra rồi nhìn nó cái cây nó xanh đẹp ghê. Rồi mình xuống quanh luôn nha quý vị. Này cũng có củ có đế nha. 25 hoành. Rồi, chạy xây luôn. Có củ qua đây. Từ từ đó. Đấy, có củ luôn. Đấy nè, đẹp quá nè. Dạ, giá chỉ có 750 thôi cô chú anh chị ơi. Rồi, 750. Cây này rồi. Là lực từ ở dưới gốc lên thân luôn nè nha. Thân từ gốc lên thân to đùng luôn. Đó, đều ren hết cô kéo chú ra, anh chị ra, ơi. Ra lên nè, nó đây. Quay xa quá gì không thấy. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 65. 65. Cái gốc cái thân này cũng giống vậy luôn. Cũng thân to luôn. Này cao khoảng 1m3, tán ngang gọn gọn 80. Ai thân cành đây quý vị ơi. Cành lực không à. Tiếp luôn. Là lá cái hồi nãy giờ em quên nói cái khúc sau này là dảo lá gai á thầy. Lá gai hả? Dạ, 10 cây sau này nãy giờ quay là dảo lá gai á, cây nó bự, lá nó bự nè. Bự vậy hả? Người ta mua rồi người ta bỏ cọc nên em bán lại á cô chú anh chị. Rồi. Khúc sau 10 cây này là lá gai không á. Rồi vô cái hoành luôn đi ha. Nãy giờ thôi giờ nãy không giới thiệu dành giới thiệu cũng em đâu quên. Có để đâu ha. Em đó, quên á, không nhớ 27 hoành. Rồi. Có cụ qua đế luôn. Dạ, giá cũng chỉ có 750 thôi cô chú anh chị ơi. Tay cành bự bự không nè ha, 750 quý vị. Mấy cây này bữa hổm khách mua là chưa ra lá, nay nó ra lá xanh hết rồi. Rồi, xuống cây, qua cây mới luôn. Rồi, mã số 66. Này cao khoảng 1m7. Tán ngang khoảng tầm 90 nha quý vị. Xương cành cũng san sát luôn nè. Khích ha. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn tiền ơi. Để đó hàng nữa đây. Để đó hàng nữa đi. Cho mấy đinh đi. 25 hoành thầy ơi. Rồi 25 hoành thế luôn. Dạ. Đó. Đất cũng đều quá đây rồi quý vị. Hoành 25. Dạ giá cũng chỉ có 750 thôi cho mã 65 nè. Ủa 66 nha cô chú. 66 nha quý vị. Dạ. 750. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua cây mới rồi quý vị ơi. Cái cây bộ đế cực đẹp luôn nè. Rồi 67 ha. Này cao khoảng 1m5 quý vị. Tán ngang gọn gọn chắc khoảng tầm 8-90 vậy ha. Đó đế cô chú anh. Em này để xuống đế nè. Đó. Quay đế chú châu gì xem nè. Đế nhìn có viên ghê luôn á.
để cũng tứ diện từ ha. Đó. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn đi, lát nữa quay xương cành sau nha quý vị. Dạ xương cành đẹp 26 yếu tính 55 thôi. Đó, có vướng đâu không ta? Không có vướng đâu. 25 thầy ơi. 25. Rồi 25 hoành. Tính 25 hoành nha quý vị. Để đẹp nè, xương cành nè quý vị nè. Đó, xương cành nè cô chú anh chị. Giá cũng chỉ có 750 thôi. Rồi 750. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua cây mới luôn. 68. Rồi 68 này cao khoảng 1m7 nha quý vị. Dạ. À, khoảng 1m7, tán ngang tính còn còn khoảng 1m1. Xương ngang quý vị. Còn 3 cây nữa cô chú anh chị ơi. À, xương ngang cũng khích khích ha. Rồi mình vô cái hoành luôn nha quý vị. 25 hoành. Rồi, sẽ để luôn. Để cũng đều quá đây quý vị. Giá chỉ có 700 thôi cô chú anh chị. Rồi, để đều ha. Hoành 25, xương ngang khích khích. Giá có 700 thôi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi qua cây mới luôn quý vị. 69 ha. 69. Rồi, em này 69 thì cao khoảng tầm 1m8 nha quý vị. Tán ngang gọn gọn lấy 1m nha quý vị. Xương cành chuẩn bị ra lá mới nữa. À, đặt kẹo. Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. Cành đặt đơn này ha. 24 hoành 25 yếu tính 24 thôi. Giá chỉ có 650 thôi cô chú anh chị. Rồi, ơi, giá là 650.000. Rồi mình xuống cây quý vị. Và cây mới luôn. Cây 70. Rồi 70 đây. Này cao tầm khoảng 1m6. Tán ngang khoảng 1m nha quý vị. Đây cành nó đặc quá nè ha. Rồi mình xuống cái quành nha quý vị. Thấp thân thấp quá thấp luôn. Thôi cũ dữ luôn. 20 mấy thầy ơi. 27 phải không thầy? 27 yếu tính 26 đi. 26 hoành hả quý vị? Dạ giá cũng chỉ có 750 thôi cô chú anh chị ơi. 750 luôn. Rồi xuống cây nha quý rồi, vị. Rồi lên mã cuối cùng cô chú anh chị ơi. 71 ha. Dạ. Rồi hôm nay cao khoảng 1m6 nha quý vị. Tán ngang chắc khoảng 1m1 ha. Rồi xuống cành đây. Cành cũng san sát luôn nè. Rồi mình vô cái hoành em nói nha quý vị. Dạ cây này em giao lưu hữu nghị với cô chú anh chị luôn nè. 22 hoành. Em giao lưu 650 thôi. Quý lít luôn. 650 thôi. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha. Đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem, ưng ý mã số nào có alo trực tiếp cho em tiền ha. Thì số điện thoại mình để trên phần tiêu đề như vậy. Rồi cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.